cách viết thiệp cưới làm sao để đẹp lòng khách mời. Đối với đám cưới tại Việt Nam, khách mời không chỉ có bạn bè, đồng nghiệp của cô dâu chú rể mà còn có họ hàng, bạn bè cha mẹ hai bên. Cách xưng hô của người Việt lại phức tạp, anh, chị, bác, thím, mợ, cậu, cô gì, nếu dùng không khéo sẽ mất lòng khách mời. Vậy nên đòi hỏi gia chủ phải biết cách viết thiệp cưới tinh tế để thể hiện sự hiểu biết và mến khách. Không có gì thất lễ với quan khách bằng việc gửi cho họ tấm thiệp cưới đẹp nhưng lại có dấu hiệu tẩy xóa, chỉnh sửa thông tin. Trước khi in thiệp cưới hàng loạt, bạn nên cùng ông xã tương lai kiểm tra thật kỹ thông tin về ngày cưới của mình, nhờ ba mẹ, anh chị kiểm tra giúp xem có sai sót trong cách viết thiệp cưới hay không. Do quan niệm nam tả nữ hữu nên thông tin về cha mẹ, tên chú rể nằm ở phía tay trái thiệp, ngược lại, thông tin ở cô dâu sẽ ở bên phải thiệp. Cách viết thiệp cưới chính xác: 1. Thông tin về cha mẹ hai bên. 2. Tên cô dâu chú rể. Thông tin chính xác về lễ cưới, lễ tân hôn, lễ thành hôn, thông tin ngày giờ cử hành hôn lễ, ngày giờ và địa điểm đãi khách, ghi tên khách mời sao cho đúng phép lịch sự. Các lưu ý khác trong cách viết thiệp cưới: nếu đám cưới của bạn thiết kế theo chủ đề cụ thể và muốn khách mời mặc theo đúng chủ đề cưới, thì cách viết thiệp cưới tốt nhất là ghi rõ: xin vui lòng mặc trang phục theo màu xanh để phù hợp không khí buổi tiệc. Nếu không muốn có trẻ con trong đám cưới của mình, bạn ghi cụ thể: vì tính chất trang trọng trong buổi tiệc, xin vui lòng không đưa trẻ em theo cùng, hoặc ghế ngồi sẽ được ghi chính xác theo số lượng khách mời trên thiệp.